Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình lên tiếp cho anh em hai sản phẩm Amply nha. Amply và một cái mixer Gunet rất là hay. Đó, hàng hôm nay về hàng xịn không anh em. Thì trong clip anh em xem thì mình cũng sẽ để cái giá và phần chi tiết máy mình cũng giới thiệu và test cho anh em rõ. Thì cái vấn đề đó anh em xem kỹ rồi chúng ta mua hàng thì mình liên hệ shop qua cách là số điện thoại góc bên trái màn hình, hoặc là Zalo, hoặc là Facebook thì mình có để cái link ở dưới cái phần mô tả của video nha anh em. Địa chỉ và cái link Facebook này kia thì mình có để dưới hết. Anh em có xài Facebook thì mình lên mình tương tác kết bạn, thì cần gì mình inbox em trên đó. Tại hình ảnh nhiều khi có mấy cái mình cũng có đăng bán này kia trên Facebook nữa. Đó, thì trong clip này anh em xem ưng thì liên hệ mình nha anh em. Có một con Baramax 3 số 9 XP gin đẹp và một cái Gunet làm cái mixer. Thì trong đây mình có một cái lo nữa nha anh em. Nè, sẵn đây quay luôn. Một cái lo lẻ. Lo này thấy đẹp quá thì mình mua. Bán cho ai cần thì mua ha. Lo này là lo Sony 4 bơm 15W Indonesia nghe anh em. Cái sườn này màu inox này, có một cái bọc chống nhiễu luôn, bọc chống nhiễu, bọc cách từ ra luôn nghe anh em. Để mình lấy kích thước mình đo cái mình test cho anh em nghe ha. Lo này bán 200.000 nè. Đây, lấy cái thước mình đo kích thước cho anh em xem ha. Lo này hàng xịn nghe anh em. Anh em nào có cần thì mình chế cháo gì ha, mình thay lo nhà rất ok. Đường kính 15 nghe nè. Ở đường kính 15. Ở 1.5 tấc nha. 4 con ốc thì người ta làm là 4 cái chấu ha, 4 cái chấu mỏng như thế này. Đường kính 15 cm. Sony từ chốc chống nhiễu con lớn luôn nghe nè. Cái này con nó là 28. Cái này mình nhìn vô mình đoán thôi ha. Hơi tối anh em không thấy. Đó, cái con nó cũng rất to. Rồi mình test cho em nghe ha. Con này hàng xịn sọ 200.000. Anh em nào cần kiếm không ra. Đó, ai chốt được liên hệ mình nha. Quá đã chưa? Đó. Rồi. Nhạc này test bản quyền anh em ơi, test sơ thôi ha. Lo tiếng hát hay. Hay xịn. Rồi đầu tiên giới thiệu cho anh em một con Amply Baramax nè, SA309XB. Dòng này tới trường kiếm không ra nghe nè. Hôm nay là shop mình về là toàn hàng giữ không à. Anh em nào xem mà thấy chốt được món nào anh em liên hệ mình liền tay nha anh em. Mấy con này nhiều khi kiếm không ra nha. 309XB nè, con này là dòng karaoke hay và cái tiếng nó sáng và đặc biệt công sức khỏe nữa. Ở nguồn lớn 8 sầu lớn nha anh em, nguồn tròn thân phu khủng long bảo chúa luôn, rất là to. Thì tình trạng con này còn rất là đẹp và còn luôn cái cầu chì đin theo máy này anh em. Đó, cầu chì này xe cua nè, hồi xưa người ta bán thì có kèm cầu chì quắn lên dây nguồn vậy đó. Ở đằng sau thì chúng ta xài dây lo là chúng ta gắn được 2 cặp lo, thì mình có thể mình quýnh một cặp 30 nè, hoặc là 2 cặp 25 cho con này. Thì con này là mình ghép những cái dòng lo xịn, công sức vừa phải chứ không phải dạng bạo lực mà con lớn từ lớn quá thì nó tải cũng không nổi. Thì mình đánh một cặp 35 y một cặp 30 thì như đây là mình đang ghép nè. Đó, ghép cặp 30 đánh căng đét luôn nha anh em. Còn ai mà có 2 cặp 25 mà dạng con 35 38 thì mình quýnh 2 cặp được ha. Ở em này số seri là 1250 đuôi nè, chữ bọng đồ còn đẹp nha anh em. Con này có công suất cho ra là 460W, 460W nè anh em. Nắp đồ còn ok hết nè. Xem hàng này tiễn nè, đẹp, máy công suất, nguồn bao riêng cho anh em luôn.
Đây mở lát lên mình soi ha anh em. Soi nội thất ngược gan cái em này. Tăng phô này. Tăng phô tròn. Lõi đồng. Thì ba ra mắt là hàng xịn cao cấp của Việt Nam, được liên danh với công nghệ của Hàn Quốc và linh kiện là linh kiện nhập. Đó, hàng Việt Nam có tên có tuổi, sử dụng rất là ok. Mấy con này là xài bền lắm nha nè. Ở trên tăng phô có thông số đầy đủ nè. Phô đồng to nha. Con này tụ là tụ 100V 10.000 UF tụ to luôn ha. Nói chung nguồn lớn phải đi với tụ lớn ha. Thì tình trạng máy móc là mình bao còn ok, zin cho anh em nha. Phần công sức nè, chưa qua sửa chữa, nói chung con nào sửa hay cái làm cái gì thì mình cũng báo cho anh em nắm. Sọ đây là sọ Toshiba Japan A1943 và C5200. Đó, con này máy chúng ta nhìn còn rất là sạch sẽ và linh kiện khá ok nha. Hàng này anh em mua về dùng ngay rất là yên tâm luôn. Đó. Con này nó có hai cái von master tổng là ở đây, còn von master nhạc là master của mid là ở đây. Master của phần mid hát á. Nó hai cái volume lớn. Con này thì sử dụng eco là 0306 nha anh em. Này, hơi thiếu ánh sáng đây nè, chip này là 0306 nhưng mà cái vang của em này ca rất là nhẹ, hay lắm. Đó, anh em nào mà cần tìm những mấy cái dòng âm ly mà công ty hãng máy tình trạng đẹp ngon thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm này. Hàng tuyển chọn bao win bao ok cho anh em luôn. Ở đây có một dếp bút chó, nó có một lỗi, cái này là xấu thôi chứ cái nắp còn rất là đẹp luôn, quá đẹp rồi. Rồi bây giờ mình lên nguồn và test con Baramax XB này nè. Mở nguồn lên cái đèn đỏ chuyển qua đèn xanh lá là máy chúng ta ok ha, là bằng công sức và hai bên là nó dò điện có mạch relay bảo vệ dò ra mà giờ 0V là nó sẽ cho đóng, là công suất dựng. Nói chung là máy chuyển qua xanh lá là máy chúng ta ổn định, nó mới đóng qua xanh lá. Rồi mình test nè, lên nhạc thử ha. Đây có một nút rất là mạnh nha em. Đánh rất là ok ha. Hai kênh đánh đồng đều và cái tiếng bass chép con này thì khỏi phải nói rồi. Thuộc diện dòng là dòng chuyên nghiệp của hãng Baramax anh em. 39 XB là dòng công suất rất là ổn. 8 sò lớn và phần nguồn rất là lớn nha. Rồi tiếp đến mình sẽ test phần vang. Khi mà mình cho cái ga von này lên nhưng mà chưa dặn cái này thì cái này nó chưa ra tiếng nha anh em. Ở đây kèm theo một nút là mid master volt này là cái tổng của cái mid ha, anh em phải cho này lên nữa nó mới ra tiếng mid nha.
Rồi nó chưa có hú tí xíu thì mình sẽ chỉnh hai nút này. Alo, 5 sầu 7. Alo, 1, 2. Hai nút này là mình chỉnh chống hú và cái tiếng, cái tông mình nó cũng thay đổi tí xíu. Đó, cái bo mid này là mid 7 volume 2, 4, 6, 7 nè. Có hai nút chỉnh chống hú cắt tần số nữa nghe nè. Alo, 1, 2. Con này ca là không chơi vào đâu được. Rồi tiếp đến test mic số 1 này. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi mic 1, 2, ok luôn nghe nè. Đây test nhạc lại ha. Rồi thì tình trạng máy là hoạt động full chức năng ổn định hết nha anh em. Anh em nào ưng ý dòng này thì liên hệ mình. Cái dòng công suất khá và dạng mẫu model luôn, chuyên dụng, và hàng này là hàng xịn nhất rồi. Hàng cũ mà kiếm được cái con này chúng ta sử dụng là cũng rất an tâm nha anh em. Men zin được hết luôn á. Rồi tiếp đến thì mình giới thiệu cho anh em một cái âm ly Runet SA FBA 306 Digital. Ở con này tình trạng là công suất hư ha. Công suất hư thì mình tận dụng toàn bộ phần rề. Phần rề đằng trước nè là phần rề xịn cao cấp nhất luôn. Cái bo mid này là 8 cái volume lượng 2 4 nè, 6 8. Đó phần mid. Phần mid bo mid rô xịn cao cấp nè. 8 volume ha. Còn phần micro, cái phần echo. Echo là con chip 50195 luôn. Đó thì Gunet là hàng nhập của Hàn Quốc. Hàn Quốc nhập nha anh em. Nhập về Việt Nam do công ty Sóng Nhạc người ta nhập phân phối bán. Thì tình trạng con này mình làm thành cái mixer. Lấy cái phần rề làm mixer. Thì ở đây là phần công suất là mình bỏ. Còn mình giữ lại là cái cục nguồn gain nè. Còn giờ phần rề đó thì mình tận dụng là cái tiếng rất là hay nha anh em. Làm cái mixer lấy cái phần rề của em này sử dụng làm cái tiếng nó rất là ok luôn, xịn sò, ca không hay không lấy tiền. Đó thì con này tình trạng vậy, anh em làm mixer thì chơi thì alo mình. Nắp máy đẹp luôn. Đây nắp này, nắp đẹp. Rồi mình tháo ra mình quay. Đây, mình chỉnh rồi mình quay cho anh em thấy rõ nè. Đằng sau ha. Ở đằng sau thì mình sử dụng cái đường này là anh em. Cái đường MUSIC nè. MUSIC thì mình cho in A. A hoặc là B ha. Còn cái phần out á, là mình lấy đường này. Out tiếng ra. Thì đây là cái cầu chữ U. Ở phần tiếng nó out ra, nó gồng qua cầu chữ U, nó đưa vô công suất. Thì ở đây mình không sử dụng, mình cho phần ao ra thôi. Đã lấy cái tiếng làm mixer. Quá ok luôn. Rồi soi phần rề cho anh em xem nè. Rề rin, volume xịn. Bo mid này chỉnh tiếng là nó rất là sáng và nó chuyên nghiệp vô cùng. Thích hợp cho anh em phối với những con âm ly mà cái tiếng ca không hay. Hoặc là nhà mình đang sử dụng men đẩy công suất lớn thì mình cũng có thể làm qua cái rề của con này. Đó, linh kiện nữa ha. Linh kiện trên cái vỉ rất là nhiều. Đó, mic 1, mic 2 y chang, giống nhau hết. Và cái con chip nè 50195 nha anh em. Chip sò, chip xịn sò. Vip. Này ca là rất là ok nha anh em. Rồi mình phối vô cho mọi người nghe chắc âm. Anh em xem thấy giá ưng ý liên hệ mình. Con này cũng không rẻ tiền. Rồi,
mình kết nối vô mình test cho anh em nghe thử ha. Tiếng cho vào gunet, gunet out tiếng ra, đưa hẳn vô công suất của âm ly này. Là mình làm cái con âm ly này như cái men luôn. Để volume mình giảm gì không hết ha. Nè, à, không có cho qua tiếng. Bài nhạc vừa hết anh em chờ tí xíu nha. Âm sắc tốt, tiếng cực chuẩn, bass nhép rõ ràng luôn nha. Nghe, nghe thử nha anh em. Chỉnh được là thêm một tách cái nút mic ra nè, nút mic chỉnh được hai con, hai mic thấp mic cao luôn nha anh em. Bấm mic bấm quá đã anh em ơi, tiếng rất sạch nha. Bao sạch bao hay ha. Thì về xịn thì mình lấy tận dụng làm hết bài luôn nha mọi người. Thì giá cái con này là 1.200.000 đồng luôn á. Anh em nào phải chơi được thì chơi. Tại hàng này mình kiếm cũng khó kiếm nè. Nếu mà mình mua lẻ cái bo này không, bo mít này không, nó cũng rất là đắt tiền. Hàng hãng mình mua ở ngoài không có nè anh em. Nó 1.200.000 làm cái mixer xịn luôn. Bo mic 8 volume này, tiếp mình sẽ test phần tiếng mic cho anh em nghe. Alo, alo. Đây cho ra cái echo lên ha. Lâu 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 lâu. 1 2 3 4. Lâu 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 lâu. 1 2 3 4 5 5 5. Tiếng nhẹ nhàng bay bổng, trung thực. Đây mình nhắn vô mono ha nè. Lần 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 lần